Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh của Ellie. Thì ngày hôm nay Ellie lại muốn chia sẻ cho mọi người cách làm sao để cho mình tự tin hơn và có cái tinh thần lạc quan hơn. Như mọi người cũng biết là Ellie trước kia là một người không hề tự tin chút nào hết. Lúc nào cũng tự ti là một này. Vì thứ hai là luôn luôn suy nghĩ tích cực, suy nghĩ tiêu cực chứ. Đó thì tại vì thứ nhất là Ellie không 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 biết là tại sao mình như vậy, nhưng mà Ellie qua đây là năm 19 tuổi. Sau khi mà qua đây học hành rồi đi làm ấy thì Ellie cảm thấy rất là áp lực này, cảm thấy cuộc sống kiểu như là nó rất là khó khăn ấy, mọi người biết không? Nên là khi mà mọi người sang đây học xong lớp cấp 3, mọi người đi học rồi, mọi người sang đây vừa đi học vừa đi làm, vừa đi học xong lại đóng lấy tiền đó đi đóng đi làm, đóng đi học lấy tiền đi làm đóng đi học, thì cảm thấy cái kiểu như là ok, cái cuộc sống của mình cứ xoay vòng như vậy, mình không có thấy khá hơn ấy. Mình không biết là mình ok bây giờ mình phải làm như thế nào. Thì ví dụ như có một cái vấn đề gì xảy ra, Ellie luôn luôn là một người suy nghĩ tiêu cực đó. Nhưng mà mọi người biết là Ellie là một người rất là ham học hỏi, rất là thích kiểu như là tìm hiểu mọi thứ, nên là Ellie có một cái thói quen là hay thời gian rảnh ấy, Ellie hay nghe video, lên YouTube xem video, nên là hay nghe một cái video. Thì những cái hậu Ellie học được những cái video của ví dụ như là trang web này, web 5 ngày chẳng hạn này, hay là của anh Thái Phạm này đó, hoặc là Quang Dũng TV đấy, những cái video đấy đều là những cái video truyền động lực để cho Ellie thay đổi cái suy nghĩ của mình đó. Ellie muốn làm rất là nhiều thứ nhưng mà Ellie không có làm được đó. Từ lúc đó là Ellie thay đổi, ok mình phải thay đổi. Đầu tiên là Ellie thay đổi môi trường. Thì hồi xưa là Ellie làm ở Melbourne ấy, thì Ellie làm cho người Việt. Thì sau đó Ellie thay đổi môi trường là làm cho người Tây. Thì khi mà làm cho người Tây thì Ellie không có nhiều người Việt để nói chuyện. Thì lắm lúc mà kiểu như mình không có nói chuyện thì nói được nhiều tiếng kiểu như tiếng Anh ấy, mình không có tâm sự được những cái tiếng mẹ đẻ của mình ấy, thì mình không thể tâm sự được những cái điều tiêu cực đúng không ạ? Thì bắt buộc mình phải nói những cái câu bình thường thôi. Nên là trong thì làm cho tự nhiên cái tư tưởng của mình nó thay đổi. Sau đó thì qua cái môi trường này thì Ellie cảm thấy kiểu như cái không gian, cái mọi thứ xung quanh ấy nó kiểu như nó nhẹ nhàng hơn. Hồi xưa thì Ellie vừa đi học vừa đi làm, nhưng mà sau cái thời gian đó là Ellie chỉ đi học thôi, đi làm thôi. Thì đầu tiên là về tiền này đó, nhẹ nhàng hơn một chút này đúng không ạ? Thứ hai là về môi trường. Về thứ ba là cách sinh hoạt, về không khí xung quanh ấy, cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn. Đó, sau khi như vậy là bắt đầu Ellie có nhiều thời gian rảnh hơn, nên là Ellie dành nhiều thời gian hơn nghe video. Thì sau như vậy thì tự nhiên cái tư tưởng của Ellie nó thay đổi từng ngày, thay đổi từng ngoài. Nên là tự nhiên là một người tiêu cực thành một người tích cực. Đó thì cũng có rất là nhiều câu chuyện. Thì câu chuyện ở đây thứ nhất ấy là Ellie có một cái, đó chính là làm sao ta? Ellie có một cái niềm tin về Phật pháp. Nên là Ellie hay nghe Phật pháp này, nên là Ellie hay cầu nguyện. Thế tự nhiên Ellie là một người khác hẳn luôn. Nhưng mà cái này, quá trình này không phải là một ngày hai mà mình trở nên khác hẳn, nhưng mà mình sẽ trở nên tốt lên từng ngày. Đó, sau khi mà mình biết đấy là một cái sự vật ấy, là mình phải nhìn vào hai phía, một mình luôn luôn phải nhìn vào một cái phía, đó là phía tích cực. Bất cứ chuyện gì xảy ra, đó là mình phải lạc quan và tích cực. Chứ hồi xưa ví dụ như có một cái chuyện gì xảy ra, đó là Ellie thấy em sợ quá, em không có làm. Nhưng mà bây giờ Ellie thấy ok không sao, mọi chuyện đều ổn hết. Thì bây giờ ví dụ như mọi người nghĩ trong cái tình hình dịch bệnh này, tất cả đều không có việc, đâu đâu cũng không có việc đúng không ạ? Ví dụ như hồi xưa, ví dụ như tầm thời gian này mà Ellie tầm 2 năm về trước chẳng hạn, thì Ellie kêu trời ơi than ngắn thở dài, gọi điện người này người kia, than là mình không có việc. Nhưng mà Ellie lại nhìn nhận một cái góc cạnh khác, đó chính là ok, rất là may vì cái thời điểm này là mình có thể có thời gian để nhìn lại bản thân mình, là ngừng lấy năm vừa qua Ellie sang bên Úc này để làm gì, mà Ellie có được những cái gì, mà tại sao bây giờ Ellie cũng phải phụ thuộc đi làm đúng không ạ? Thì đây là cái thời gian mình sống chậm lại, mình nhìn nhận lại bản thân mình, tại sao những cái thời gian qua mà mình không cố gắng làm một cái công việc online thì bây giờ mình phải ngon nữa không? Mình đâu còn phải là ngồi đây nghỉ đâu, không cần phải mất việc đâu, đúng không ạ?
Thì đó, thì Ellie lại nhìn nhận một góc cạnh khác. Thì bây giờ Ellie có thể có nhiều thời gian hơn để học tập này, để trau dồi bản thân, phát triển bản thân này. Ellie cũng đăng ký một cái lớp mà phát triển bản thân và học những cái lớp học kinh doanh online trên mạng ấy. Thì Ellie cảm nhận thấy là mình lớn lên mỗi ngày, mình học hỏi được rất là nhiều. Thế điều này cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Ví dụ như là khi mà một cái sự vật gì xảy ra thì chúng ta luôn luôn phải nhìn theo một cái hướng tích cực, mình đừng nghĩ nó tiêu cực. Mọi người người ta nói là trong cái rủi có cái may đúng không? Trong cái rủi này, ví dụ như có dịch Covid đang xảy ra thì có cái may là thời gian mình có thời gian mình học hỏi trau dồi bản thân. Biết đâu 1-2 năm nữa Ellie lại không có phải đi làm thuê mà Ellie lại làm chủ trong làm chủ những cái kiến thức mà Ellie đã học và vận dụng những cái kiến thức của Ellie đã học trong cái thời gian mà Covid này thì sao? Đúng không ạ? Thì tất cả mọi thứ của chúng ta trên thế giới này đều có cái điều tốt đẹp đem mang đến, nên chúng ta cần nhìn một góc cạnh tích cực thì cái sự việc nó sẽ tích cực, chúng ta sẽ không có bị giảm tinh thần đúng không ạ? Đó thì đó là một cái điều mà sau một quá trình mà Ellie qua đây học, qua đây đi làm ấy, thì Ellie nhận thấy một điều đó chính là tích cực hơn. Còn tự tin á, thì trước kia Ellie là một người rất là tự ti. Ellie nhớ là hồi năm cấp 3 đó là Ellie không có biết hát quan họ, tại vì em là người người Bắc Ninh mà mọi người, gái Bắc Ninh biết hát quan họ nhưng mà hát không có hay, mọi người hát không bao giờ đúng nhịp hết. Nên là lớp Ellie chỉ có mỗi Ellie với một nữa là biết hát quan họ thôi. Thì Ellie mọi thì đăng ký là Ellie với bạn đấy lên hát, nhưng mà sau rồi Ellie kêu không không hát đâu, sợ lắm, ngại quá không dám hát, tại vì đứng trước trường ấy sợ quá, với cả mình hát mình biết mình hát không hay nên mình hát dở người ta chê mình sợ ấy. Nên là Ellie không không dám, Ellie cancel, Ellie không không hát luôn. Thì sau đó thì Ellie nhận thấy kêu là ok, mình là người cũng không phải là quá tệ, mình cũng có đầy đủ chân tay mũi miệng, cũng nhanh nhẹn này, nhìn ngoại hình cũng ok, nhìn không đến nỗi là quá tệ, nên là mình không được tự tin vào bản không được tự tin vào bản thân mình cần phải khám phá bên con người bên trong của chúng ta. Đó, để cho mình biết là mình có những cái thói, có cái kiểu như là có cái tiềm năng gì, có những cái sự kiểu như cái có cái giỏi về cái vấn đề gì để mình làm. Thì sau đó dần dần ấy, thứ nhất là về vì Ellie xem YouTube nhiều này, thì sau đó Ellie lại muốn ok bây giờ mình muốn làm video, thì đầu tiên Ellie cũng ngại trước mọi người quay video, cũng ngại sợ video, sợ lên mọi người người này chê người kia chê. Nhưng mà Ellie kệ, xong rồi dần dần Ellie kêu kệ, mình muốn cái mong muốn của mình ấy được chia sẻ, được truyền cảm hứng cho mọi người để cho mọi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì cái mong muốn của Ellie nó lớn hơn là cái nỗi sợ của Ellie, nên là Ellie bắt buộc Ellie đặt máy quay và quay thôi. Những cái gì mà Ellie biết thì Ellie chia sẻ. Ellie biết Ellie không phải là một người, không phải là hoàn hảo, không phải là giỏi văn, không phải nói là phải rõ ràng rành mạch đoạn này ra đoạn kia, nhưng Ellie tin Ellie là một người truyền cảm hứng, truyền được cái cảm hứng từ trái tim đến trái tim của mọi người để cho mọi người có một cái cuộc sống và một cái suy nghĩ tích cực hơn, thay đổi cái cuộc sống của mọi người. Đó là cái điều mong muốn của Ellie. Đó nên là Ellie tự tin mỗi mỗi ngày. Ví dụ như mọi người có thể xem cái video của Ellie tốt hơn lên mỗi ngày đúng không ạ? Ví dụ video đầu tiên của Ellie, Ellie quay đó là Ellie đã quay xong một cái video đâu, chưa xong luôn á, nhưng mà Ellie quyết định mình phải up lên. Tại vì mình biết là nó không hoàn hảo nhưng mà mình phải up lên. Tại vì khi mà up lên mình có một cái động lực nào đó để mình làm tiếp video. Chứ còn đâu là mình không up lên không biết đến bao giờ mình làm video. Tại vì Ellie là một người không tập trung. Mọi thứ kiểu như mình ấy. Cái này là em không biết là sao nhưng mà Ellie là một người rất là cầu toàn. Cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng muốn ôm vào. Ví dụ như làm việc cũng vậy, cái gì Ellie cũng muốn làm hết. Nhưng mà người ta kêu là chặn làm trăm nghề không bằng làm một nghề. Nên là bây giờ em phải nhìn lại, em phải kêu là ok bây giờ mình phải xem một cái nghề gì mà mình ok mình thích nhất thì mình sẽ làm và theo đuổi nó, theo đuổi tới cùng, phải làm nó thật giỏi. Chứ bây giờ em làm nhiều nghề quá nên là cũng không biết nghề nào giỏi để mà theo nữa. Đó là tất tần tật những cái kiến thức mà em đã trải qua và thay đổi cái con người của mình. Thì rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video này. Nếu mà thấy hay thì hãy chia sẻ cho em thì hãy chia sẻ video này cho tất cả mọi người cùng biết. Và đừng đừng quên hãy comment bên dưới ý kiến của mọi người để xem là mọi người có những cái thói quen gì tốt để Ellie có thể học hỏi nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.